Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Boktech. Những cái sản phẩm kính thông minh như thế này thì ở thị trường bây giờ chúng ta có quá là nhiều thương hiệu rồi. Chúng ta có Bose Frame này, chúng ta có Razer Anzu và rất nhiều những cái thương hiệu khác làm kính thông minh. Tuy nhiên đặc điểm chung của nó là mức giá của những chiếc kính thông minh ấy, nó rất là đắt. Trên tay mình đây là một thương hiệu kính thông minh tới từ Việt Nam, đây là Rappi. Vậy thì mức giá của nó là như thế nào và những tính năng gì nó sẽ mang lại cho chúng ta thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Cái lý do đầu tiên mình muốn nói về chiếc Rappi này, đấy chính là về mức giá đi. Phiên bản mình có trên tay là The Mesora E. Ngoài ra thì Rappi còn rất là nhiều mẫu mã khác để các bạn có thể lựa chọn. Link thì mình sẽ để phía dưới nha. Bạn nào quan tâm thì có thể bấm phía dưới. Nhưng mà mức giá của sản phẩm này nó chỉ là chưa tới 2 triệu Việt Nam đồng mà thôi. Đối với mình ý, thì cái kính thông minh này nó sẽ giải quyết được hai thứ. Thứ nhất là bạn vẫn sẽ có một cái kính. Tất nhiên rồi, nó vẫn là một cái kính mà, một cái kính truyền thống luôn. Và thứ hai là các bạn có những cái tính năng thông minh ở bên trong. Và tất nhiên là ở một cái kính thì các bạn còn quan tâm rất nhiều đến cái phần ngoại hình và cái phần thiết kế để làm sao nó phù hợp với cái mắt người dùng. Thì đây, mình sẽ đeo thử cái kính này vào nha. Ok, cái đầu tiên mình thấy là cái thiết kế của những chiếc kính này nhìn nó khá là thời trang và không có cảm giác gì đấy là các bạn đang đeo một cái thiết bị nó quá là lạ lẫm đâu. Và mình thấy là cái trọng lượng nó cũng rất là nhẹ nữa. Theo thông số của nhà sản xuất thì cái kính này chỉ có trọng lượng là 35g mà thôi. Rất là nhẹ nhàng. Và bạn nào mà bị cận như mình thì có thể thay cái mắt kính cận vào đây. Hoặc là nếu không thì chúng ta có thể là đeo giống như một chiếc kính thời trang vậy. Có nhiều cái kính khung nó bé quá, nó cứ đè vào hai cái phần thái dương của mình này, nó gây ra sự đau đớn. Tuy nhiên là mình thấy là Rappi họ thiết kế rất là rộng rãi. Và một người có form đầu khá to như mình thì đeo cũng không cảm thấy là nó bị quá là khó chịu. Vậy thì cái thông minh của nó thì nằm ở đâu? Đấy chính là ngay từ khi đeo vào nó sẽ có ngay cái cảm biến và nó sẽ bật Bluetooth lên để các bạn có thể kết nối. Về hiểu một cách đơn giản thì thực ra chiếc kính thông minh này là một sự kết hợp giữa tai nghe Bluetooth cũng như là những chiếc kính thông thường. Ở đây thì các bạn có thể nghe nhạc, có thể nhận cuộc gọi và các bạn có thể sử dụng đàm thoại thông qua cái kính này luôn. Còn nếu mà khi mà các bạn tháo ra là tự động nó sẽ ngắt kết nối, nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm pin hơn. Và đây là cái tính năng hoạt động rất là nhạy, đeo lên, cởi ra nó nhận rất là nhanh. Thứ hai nữa là mình trải nghiệm cái tính năng nghe nhạc của nó thì mình thấy là cái âm thanh của nó sẽ được truyền trực tiếp qua hai cái bộ loa ở trên khung, các bạn có thể nhìn thấy. Thì mình thấy là cái âm thanh truyền tới tai mình rất là to, rất to luôn ấy. Nhưng mà khi mà mình cởi ra mình nghe bên ngoài thì nó cũng không ảnh hưởng đến xung quanh đâu. Có nghĩa là khi mà các bạn đang ngồi ở trong một cái thư viện hoặc là các bạn đang ngồi làm việc ở trong văn phòng, các bạn muốn nghe nhạc, các bạn muốn nghe một cái gì đấy thì những người xung quanh ấy, họ cũng không thể nào nghe thấy là cái nội dung bạn đang nghe là gì đâu. Cái thiết kế âm thanh này là một cái thiết kế âm thanh hở. Tuy nhiên mình thấy là cái khả năng truyền âm thanh này là khá ổn. Cái tai nghe này thì mình thấy là nó còn phù hợp với những cái đối tượng người chơi thể thao nữa. Bởi vì các bạn ra ngoài chạy bộ, đạp xe thì mình thấy là việc đeo cái kính mà âm thanh nó truyền trực tiếp tới tai này, các bạn nghe không cảm thấy là bí tai, mồ hôi tai bị chảy ra nữa, mà nó thoáng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nhược điểm của nó thì vẫn có. Đấy là mình thấy là khi mà các bạn đi ở ngoài đường này, nhiều tiếng còi xe, nhiều tiếng môi trường liên tục thì thực sự là cái âm thanh nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và nếu như bạn nào mong chờ có một cái chất lượng âm nhạc thực sự tốt, có một cái chất lượng âm nhạc phải gọi là truyền đầy đủ đến tai người nghe, thì mình nghĩ là cái tai nghe vẫn là thứ giúp các bạn làm được đấy. Chứ còn những cái sản phẩm kính như thế này thì nó vẫn chỉ là một cái gì đấy hướng về cái sự tiện lợi nhiều hơn thôi. Còn để mà nói về chất lượng âm thanh các bạn nghe được, chất lượng âm thanh các bạn cảm nhận được thì tai nghe vẫn là thứ nó làm tốt hơn. Có một điểm mà Rappi The Mesora E cũng khiến mình khá là yên tâm mỗi khi mà mình đeo đi ra đường, đấy là chiếc kính này cũng được trang bị khả năng kháng nước nha anh em. Điều này là khá tốt đấy, bởi vì là cái mùa hè Hà Nội này mưa nắng rất là thất thường, cũng như là các bạn nào mà đi tập thể thao thì chắc chắn là người chúng ta phải toát ra mồ hôi rồi. Nhưng chiếc kính này thì có khả năng kháng nước IP54 để đủ cho các bạn có thể tránh được những cái cơn mưa, hoặc là đủ để chiếc kính này có thể hoạt động trong nhiều điều kiện khác nhau. Về mặt pin ấy, thì chiếc kính này có viên pin là 5 tiếng nếu như các bạn nghe liên tục. Còn chắc chắn rồi, trong cái điều kiện sử dụng hàng ngày thì mình không bao giờ đeo một chiếc kính mà mình nghe nhạc liên tục luôn ấy. Nên là ở trong điều kiện một ngày sử dụng mình thấy nó vẫn rất là đủ. Buổi tối khi mình về nhà ấy, mình đi ngủ thì mình tháo chiếc kính ra để bên cạnh. Nó cũng khá giống như những cái chiếc kính truyền thống như thế này thôi. Chỉ khác một điều là khi mà các bạn tháo kính ra thì hãy nhớ là sạc pin của nó nhá. Còn về các cái cách thao tác của chiếc kính này thì nó được nhận cảm ứng thông qua cả hai bên. Nhà sản xuất Rappi thì cũng đã đánh dấu cho chúng ta hai cái vạch đỏ rồi. Các bạn bấm vào là nó có thể nhận thôi. Từ đây thì các bạn có thể dừng nhạc này, tua nhạc, phát nhạc, nhận cuộc gọi. Nói chung là những cái thao tác của nó thì mình thấy là nó không khác biệt nhiều so với cả một chiếc tai nghe thông minh. Chúng ta chạm vào là nó nhận ngay lập tức, nhận cũng khá là nhanh. Và mỗi lần các bạn bấm nó cũng sẽ có âm thanh nha. Tích, tích, tích. Đó, nó sẽ giúp chúng ta biết được là chúng ta đang bấm đúng chỗ hay chưa.
Cái tiết diện nhận cảm ứng của nó thì cũng khá là lớn nha. Mình dùng một ngón tay thôi, nhưng mà lần nào mình đưa lên mình chạm nó cũng nhận được. Và cái thao tác bấm của mình nó cũng khá là tự nhiên, chứ nó cũng không bị gượng gạo đâu. Nên là cái thao tác cảm ứng mình đánh giá cũng là khá tốt. Và quay trở về bên trong hộp đi, chúng ta có thêm một cái hộp đựng kính nhìn rất là cao cấp, được làm từ da màu trắng. Màu trắng này thì mình thấy là nó cũng hơi bẩn đấy. Bạn nào mà tay hay da mồ hôi giống mình là cũng nên lưu ý một chút. Còn mình thấy là nó cũng mềm mại, đựng chiếc kính của chúng ta cũng hạn chế xước hơn. Và bên trong thì chúng ta có thêm một cái dây sạc, cũng như là một cái giấy để các bạn có thể lau kính nữa. Tổng kết lại trong cái video này, những cái sản phẩm kính thông minh như thế này thì thực ra là nếu các bạn hỏi mình là nó quá cần thiết và hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày hay không, thì mình thấy là cần thiết thì không cần thiết cho lắm. Nhưng để mà nói về tính hữu dụng thì nó cũng có rất là nhiều những cái tác dụng nha. Thứ nhất là nó vẫn giải quyết cho chúng ta được cái tình trạng là đeo kính thì các bạn cận cũng có thể lắp kính cận vào đây, đeo như một cái kính thông thường. Thứ hai là trọng lượng của nó cũng rất là nhẹ. Và thứ ba là các bạn có thêm những cái tính năng thông minh ở đấy, như là các bạn có thể chạy bộ, đạp xe, tập gym, và các bạn có thể nghe nhạc không cần thiết đeo theo tai nghe, nó vướng víu, nóng nực. Và thứ hai nữa là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó như là một cái tai nghe Bluetooth để có thể nghe gọi khi mà các bạn không tiện rảnh tay. Và mình thấy được rằng nếu mà các bạn có điều kiện thì 2 triệu dành cho một chiếc kính thông minh cũng là một thứ xứng đáng. Vậy còn với anh em thì sao? Anh em đã bao giờ có cơ hội trải nghiệm những cái chiếc kính thông minh như thế này hay chưa? Hay là các bạn có đang sở hữu một chiếc không? Thế cùng comment để chia sẻ cảm nhận của mình ở phía dưới nha. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Bóc Tech nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.